Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách copy và paste nhiều dòng trong Excel. Để copy và paste nhiều dòng trong Excel thì tôi sẽ chia ra làm hai trường hợp. Thứ nhất là copy và paste nhiều dòng liên tục. Thứ hai là copy và paste nhiều dòng không liên tục. Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trường hợp đầu tiên, tức là copy và paste nhiều dòng liên tục. Rồi giả sử như đây tôi có một bảng dữ liệu. Bây giờ tôi muốn là copy và paste từ dòng 1 cho tới dòng 5 thì đây là các dòng liên tục. Thì đầu tiên á, tôi sẽ chọn vào dòng số 1 thì tương ứng với dòng số 1 là số tự 5 này, tôi bấm vào. Thì lúc này á, dòng số 1 nó sẽ được quyết chọn. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ giữ phím shift và chọn vào dòng số 5, tương ứng với dòng số 5 là dòng số 9 ở bên ngoài này, chọn vào. Sau đó ở đây tôi sẽ bấm từ phím là cần C. Tiếp theo tôi sẽ di chuyển tới vị trí mà tôi muốn dán. Giả sử như đây, tôi sẽ dán dưới dòng số 64 thì ở đây tôi sẽ chọn vào ô dưới dòng số 64 này bấm từ phím cần trên V thì lúc này á từ dòng 1 tới dòng 5 nó sẽ được dán ra đây là cách đầu tiên cách thứ hai á các bạn chúng ta sẽ chọn vào các dòng liên tục này đó tôi sẽ chọn vào dòng 1 tới dòng 5 bấm phải chuột chọn vào copy tiếp theo tôi sẽ di chuyển tới vị trí mà tôi muốn dán bấm phải chuột chọn vào bên đó đây là cách thứ hai nha đó các bạn chúng ta muốn là chọn các dòng liên tục á thì chúng ta chỉ cần là chọn vào dòng đầu tiên này giữ phím Shift và chọn vào dòng cuối cùng thì nó sẽ quét chọn từ dòng 1 tới dòng cuối cùng luôn tương tự đây này tôi muốn là quét chọn từ dòng 9 cho tới dòng số 12 thì tương ứng với dòng 9 là 13 này chọn giữ phím Shift chọn tương ứng số 16 này thì nó sẽ quét chọn từ dòng 1 tới dòng số 12 bấm từ phím Ctrl C di chuyển tới vị trí mà chúng ta muốn dán bấm từ phím kênh trên V đó như vậy là tôi đã hướng dẫn cho bạn xong trường hợp đầu tiên copy và paste nhiều dòng liên tục tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trường hợp số 2 tức là copy và paste nhiều dòng không liên tục giả sử như đây tôi muốn là copy các dòng như là 1, 3, 5, 7 thì tôi sẽ làm như sau này đầu tiên á, tôi sẽ chọn vào dòng số 1 bấm vào dòng số 1 tương ứng là 5 sau đó ở đây tôi sẽ giữ phím control Chọn vào dòng số 7 Giữ phím control Chọn vào dòng số 9 này đó, Tiếp tục giữ phím control Chọn vào dòng số 11 đó, Thì các dòng như là 1, 3, 5, 7 Sẽ được quyết chọn Sau đó các bạn chúng ta sẽ bấm từ phím control C Tiếp theo chúng ta sẽ di chuyển tới vị trí mà chúng ta muốn dán Bấm từ phím control V Thì nó sẽ dán ra đó nếu như các bạn chúng ta muốn đánh số tự lại á quét chọn vào hai số đầu tiên cắt xuống thì nó sẽ đánh lại nha lưu ý để chọn các dòng liên tục thì chúng ta sẽ giữ phím Shift còn các dòng không liên tục thì chúng ta sẽ giữ phím control đó bây giờ tôi làm lại một lần nữa nha bây giờ tôi muốn chọn các dòng như là một năm mười thì tôi sẽ làm như sau này chọn vào dòng một này giữ phím control chọn vào dòng số năm này tiếp theo giữ phím control chọn vào dòng số mười control c di chuyển tới vị trí mà tôi muốn dán bấm từ phím Ctrl v nó sẽ dán ra đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách copy và paste nhiều dòng trong Excel nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi